Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube tranh cát của mình nhé. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau phủ một lớp màu cho chú hươu con này nha các bạn. Chú hươu khá là xinh xắn. Mình sẽ phủ một lớp màu vàng cho chú hươu này nhé các bạn. Chú hươu này thì các bạn có thể sử dụng một màu, màu vàng, màu hồng hay màu đỏ đều tùy ý thích của mình nhé. Cái phần thân của chú hươu này có khá nhiều hoa văn nên các bạn móc cẩn thận, không là những cái phần hoa văn của chúng ta nó sẽ bị móc ra luôn nhé. Mình sẽ dùng màu vàng cho mình, nó bóc ra nhé. Mình sẽ lấy thêm màu vàng nữa. Trùng hai cái rồi nhớ rồi. Đúng rồi. Bên dưới bên trên này. Phủ đều các cái phần cát lên chú nai này nha các bạn. Phần tai và hoa và phần lông của bụng mình cũng sẽ sử dụng màu hồng nhé. Mình sẽ sử dụng màu hồng cho chú chim này luôn nha các bạn. Các bạn phủ đều các cái phần mà chúng ta đã bóc ra nhé. À, những phần còn lại mình sẽ sử dụng màu xanh nước biển nha các bạn. Phần đầu chú chim, phần đuôi và phần chân của chú nai con này. Màu xanh nước biển nha các bạn. Mình sẽ lấy thêm phần xanh nước biển này nữa. Nào
Mình sẽ lại bỏ phần cắt dưa ra ngoài nhé. Và phần cỏ còn lại của chú bức tranh của chú Hiêu này mình sẽ sử dụng màu xanh lá nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh của chú Hiêu này rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Bye bye.